cứu em. Cái gì đây, làm sao? Em mua gạo xong rồi thì mới xem được cái phóng sự mà trận gạo ST25 của chị. Giờ em nhìn cái bao này nó không có cái nguồn gốc gì cả. Em mua phải gạo đều rồi. Được rồi, để chị xem. Cái bao gạo này đúng là không rõ nguồn gốc thật. Thế nhưng mà có mỗi cái bao gạo thôi chứ làm gì mà em như cháy nhà chết người thế? Chị không biết đâu, cháy nhà chết người thì không đến nỗi. Nhưng mà vợ em đâu gạo đâu, em già mất. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi, chịu khó xem VTV Money, chị sẽ chỉ cho cách phân biệt gạo ST25 thật giả và không rõ nguồn gốc để cho vợ không cạo đầu, rõ chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt bằng cách nhìn bao bì. Đã là gạo xịn thì chắc chắn phải có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, địa chỉ, số điện thoại, rồi thậm chí cả mã QR code để mọi người quét thông tin. Gạo ST25 hiện nay đã được ông Cua ủy quyền cho công ty giống cây trồng Việt Nam để nhân giống ra thị trường. Doanh nghiệp nào mà nhập giống gạo này thì đều phải sản xuất qua một quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng. Vì thế đã là doanh nghiệp sản xuất chuẩn thì bao giờ cũng có địa chỉ, có nguồn gốc ở trên bao gạo này. Không những thế, có công ty còn đo cả độ dẻo này, độ mềm, độ thơm, độ ngọt, chỉ tiêu chất lượng, thành phần dinh dưỡng, tỉ mỉ cho bà con. Nó cứ phải gọi là rõ ràng như ban ngày, chứ không có chuyện như cái bao gạo ông vua này. Đã nhái vần ua cho người tiêu dùng dễ hiểu lầm, thì lại còn chẳng biết được sản xuất ở đâu, hạn sử dụng đến bao giờ. Điều thứ hai, các bác hãy phân biệt qua giá của sản phẩm nha. 1kg gạo ST25 xịn, chuẩn, có nguồn gốc thì tôi đi mua thấy rẻ nhất cũng phải tầm từ 35-40.000 đồng trên 1kg. Thậm chí loại gạo ST25 lúa tôm thì còn phải gần 50.000 đồng 1kg cơ. Còn gạo ST25 nhái không rõ nguồn gốc ấy thì giá chỉ 20-30.000 đồng 1kg mà thôi. Các bác phải cẩn thận nhá. Để ý cái là phân biệt được thôi. Hàng này là 28.000 một cân. Gạo ST25 này bao tiền ạ? 30. Thế là bao nhiêu tiền một cân ạ? 26.000. Bác phải chú bán bao nhiêu? 31. Gạo ông vua chứ không phải ông cua. Năm ra mình cũng không biết thế nào cả. Nhưng mà thế thôi, thấy nhìn thấy bao bì đẹp thì cứ mua thôi. Phạt nặng những cái nhà, những cái người làm giả. Bát nháo hết cả, người ta cứ đóng giả đây, em làm sao mà biết được. ST25 của An á, thì chúng tôi đang bán trên thị trường với giá dao động từ khoảng 38-40.000 đồng một ký. Thì về loại gạo này thì chúng tôi có cái chi phí sản xuất cũng khá là cao, bởi vì là chúng tôi có một cái đội ngũ bao tiêu từ cánh đồng cho đến trong quá trình sản xuất cũng thực hiện rất là nghiêm ngặt các cái quy trình, đồng thời với cái việc đóng gói rất là kỹ càng và đầy đủ các cái thông tin mà người tiêu dùng có thể yên tâm khi tiêu dùng. Thế còn lại thì các cái sản phẩm gạo đang bán trôi nổi trên thị trường thì do họ có thể là họ nấu trộn, cũng như là cái việc mà không có xuất xứ, nguồn gốc không có bao bì thì làm cho cái giá thành gạo nó sẽ thấp hơn so với cái giá thành gạo thật sự, nó từ khoảng tầm từ 10-15.000 đồng một ký. Nghe đến đây có bác sẽ hỏi, thế nhỡ đâu gặp phải gạo ST25 giả mà trông y như hàng thật thì phải làm sao? Ok, kiểu gì cũng có cách phân biệt nha. Đại diện nhà phân phối gạo ST25 ông Cua tại Hà Nội cho biết, người tiêu dùng vẫn có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả qua cách quét mã QR code. Đối với hàng thật thì khi quét trên tem, mà quét tem thì hệ thống sẽ trả về kết quả là nó là sản phẩm chính hãng. Đối với hàng giả, khi dùng app iCheck nào quét thì hệ thống sẽ cảnh báo ngay là đây là sản phẩm giả và hãy liên hệ với nhà sản xuất, thì có cái cảnh báo rất là rõ ràng. Còn nếu như chúng ta dùng một cái app khác, chúng ta sẽ không phân biệt được, không tìm ra được là đây là hàng giả. Đấy, trên đây là 3 cách để phân biệt gạo ST25 giả, thật và không rõ nguồn gốc. Mà tôi bảo này, quý vị muốn chắc ăn mua được gạo ST25 xịn mà không cần phải lo nghĩ gì ấy, thì tốt nhất là đi vào cửa hàng phân phối chính thức này, các siêu thị lớn này, thì gạo ST25 sẽ có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, địa chỉ liên lạc và số điện thoại. Bởi vì các siêu thị hay là các cửa hàng phân phối ấy, họ đều có hóa đơn chứng từ mua ra bán vào đầy đủ. Chứ mà mua ở ngoài chợ ơi, các quán tạp hóa thì hên xui lắm nha. Đấy, xem VTV Money cho nó kỹ vào để mà ghi nhớ mấy cái cách phân biệt gạo ST25 thật giả không rõ nguồn gốc.
để vợ nó không cạo đầu nghe chưa? Vâng vâng, bây giờ em đi mua bao gạo xịn chính hãng hẳn hoi luôn. Biểu có gì em còn cứu cái mái tóc của em nữa chị ạ. À. Cảm ơn chị nhiều nha. Phải thế chứ.